Chứ chị muốn cải thiện cái tình trạng là nám này, tàn nhang này, đồi mồi này, vết thâm này và da không đều màu không. Nếu mà có cái thì bình luận có hộ Duyên nhé, bình luận có hộ Duyên lên thì con này cho mọi người nhé. Tại vì Duyên rất là thích cái con này, là vì sao Duyên rất là hay giới thiệu con này. Các chị mà biết Duyên là hay biết đến con này đúng không? Bởi vì Duyên dùng nó rất là lâu rồi. Thì cái con này á, là nó một chai 35ml của Hàn Quốc. Thì nó có tác dụng gì? Nó có 3 tác dụng chính các chị ạ. Thứ nhất là làm trắng sáng da, thứ hai là phục hồi da, và thứ ba là làm căng bóng da. Đấy, ba cái tác dụng chính của nó. Tại sao nó lại có cái tác dụng này? Nếu mà da của các chị mà bị nám, tàn nhang, sạm hay là vết thâm ấy, tại sao nó lại có tác dụng với những cái làn da như vậy? Là bởi vì trong này nó sẽ chứa thành phần là 4% niacinamide. 4% thì nó sẽ tác động nhiều đến cái việc mà ức chế sắc tố nha các chị. Nó sẽ hạn chế cái sắc tố ở dưới da này này đi lên trên bề mặt da, nó như chú công an nó ngăn chặn lại. Niacinamide người ta nói là tác dụng dưỡng sáng da, là cái tác dụng của nó là như vậy nhá.